thực hành. Đọc bản đồ địa hình Việt Nam. Căn cứ vào hình 28.1, hình 33.1 hoặc bản đồ địa hình trong Atlas Việt Nam, em hãy cho biết. Câu 1. Đi theo vĩ tuyến 22 độ Bắc, từ biên giới Việt-Lào đến biên giới Việt-Trung, ta phải vượt qua A nhỏ, các dãy núi nào, B nhỏ, các dòng sông lớn nào. Câu 2. Đi dọc kinh tuyến 108 độ Đông, hình 30.1, đoạn từ dãy núi Bạch Mã đến bờ biển Phan Thiết, ta phải đi qua A nhỏ, các cao nguyên nào, B nhỏ, em có nhận xét gì về địa hình và nham thạch của các cao nguyên này? Câu 3. Cho biết quốc lộ 1A từ Lạng Sơn tới Cà Mau vượt qua các đèo lớn nào? Các đèo này có ảnh hưởng tới giao thông Bắc Nam như thế nào? Cho ví dụ.